Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con đò nhỏ.
lòng mẹ bao lạ như biển thay mình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều dị dào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đù mặt. Lời ru man mác em như sao dịu giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ yên vui thương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ một sương hai nắng cho bạc mái đầu. Lễ mừng thọ là truyền thống phong tục tốt đẹp của người Việt Nam từ cổ xưa đến nay. Mỗi người đều sinh ra, lớn lên, trưởng thành, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, gây dựng một gia đình lớn dần lên gồm nhiều thế hệ, con cái cháu chắt sum xuê, lên ông lên bà. Ấy là lúc đã gần đi chọn một vòng đời. Ai được như thế là đức dày phúc lớn, con cháu họ hàng dòng tộc làng xóm chúc mừng, làm lễ, nên lão, khao họ, khao làng. Ông cha ta xưa phân cấp tuổi thọ làm nhiều thang bậc, tuổi bạc, tuổi vàng, tuổi ngọc. Tuổi ngọc 90 được coi là lễ mừng thượng thượng thọ. Đó cũng là lớp người xưa nay hiếm. Lễ mừng thượng thọ ở tuổi 80 trở lên được xã hội và mọi người đặc biệt quan tâm, được làng coi là cấp bậc lão làng. Truyền thống từ xa xưa còn được làng đưa lên kiệu rước tế sống ở đình làng. Ngày nay, truyền thống và phong tục tốt đẹp ấy vẫn được phát huy và giữ vững với những nét đẹp văn hóa làng quê Việt Nam thắm đượm tình hiếu nghĩa. Mừng thọ là dịp để con cháu thể hiện đạo hiếu nghĩa với cha mẹ, là điểm hội tụ những tinh hoa đạo lý làm người của nhiều thế hệ. Lễ mừng thọ bố mẹ, ông bà còn là niềm tự hào riêng của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, là dịp để con cháu được trân trọng cảm ơn làng xóm quê hương, nơi đã sinh ra, đùm bọc, chở che, để ông bà cha mẹ được trường thọ dài lâu, con cháu được trưởng thành khôn lớn. Đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của nhân dân ta. Không thể không nói đến chữ hiếu khi làm lễ mừng thọ cho những người mẹ, người cha. Chữ hiếu là thiên kính đại nghĩa, là gốc của mọi đức tính. Ca dao tục ngữ đã nói rất nhiều. Ngay khi mỗi con người mới sinh ra đều đã được thấm nhuần, được bàn tay âu yếm của người mẹ vỗ về, lời ru của mẹ, của cha cất lên từ ngàn đời nay. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những chân lý đó ai ai cũng hiểu và chấp nhận, mặc dù có những lúc tam niên chi hiếu dĩ hoàn, thập phần chí trung vi tận. Chữ hiếu 3 năm mới làm xong, chữ trung 10 phần chưa chọn. Hôm nay đây chúng con là con trai, con gái, con dâu, con rể cùng các cháu nội ngoại tập trung dâng lễ mừng thọ, tỏ rõ lòng thành với mẹ già kính yêu. Rồi xong. À, đây.
đấy là lòng của cụ đấy, lòng cốt của cụ đấy. Người nào cũng có, người nào cũng có, người nào cũng có, phát hết. Đây là cô đồng quỳnh, đây. Phải hết đây, phải hết đây. Các cháu người đây, không đi. Dạ, chú có vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Cái là có là lấy gì đâu, lấy gì đâu. Nhưng mà nhà cái này nó có hai cơ mà. Đây. Đâu? Để đây. Để đây. Lấy cái thuế của cô. Thuế nào, lấy phước của cô nào. Có xin cho bạn đi cái này. Còn cái này ông Cao xin cho bạn. Còn ai vào đây nữa? Cái. Chắc chắn là cái này. Cái này là cái gì không? Cái này là cái gì không? Ông bà. Thôi. Thôi. Quanh năm nó vẫn xanh dần, thân to tám trọng cháu con cả nhà xin chân thành cảm ơn. Nước qua cầu thời gian trôi.